Hôm nay, chúng ta đang ở tại một bước ngoặt trong lịch sử ngành ô tô. Một bước ngoặt mà nơi đó, mọi người sẽ đón chào một loại xe mới thân thiện môi trường, mang lại sự thú vị khi lái xe. Một bước ngoặt mà tại đó, một chiếc sedan 4 cửa có thể đi 482 km chỉ với một thùng nhiên liệu hydro, có thể được nạp lại chưa đến 5 phút và chỉ thải ra hơi nước. Một bước ngoặt biểu thị cho nhiều năm và vô số giờ lao động của đội ngũ chúng tôi để chế tạo ra một chiếc xe nhằm định hình lại ngành công nghiệp ô tô. Tất cả chúng tôi tại Toyota đều tin vào một tương lai mà sẽ được an toàn hơn, xanh hơn và dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi đã hình dung về một thế giới toàn loại xe, không còn phụ thuộc vào dầu mỏ và giúp giảm thiểu tác hại đến môi trường. Đó từng là một mục tiêu táo bạo nhưng đầy cảm hứng, và hôm nay nó đã trở thành hiện thực. Xe chạy pin nhiên liệu của chúng tôi sử dụng nhiên liệu hydro, có thể chế từ hầu như bất cứ thứ gì, thậm chí là rác. Nó có một thanh nhiên liệu đủ để tạo ra điện cấp cho một ngôi nhà trong khoảng một tuần. Đây là một chiếc ô tô cho phép bạn có được tất cả mà không phải hy sinh điều gì. Là một người lái thử nghiệm, tôi biết mẫu xe chạy pin nhiên liệu mới này thực sự rất thú vị khi lái nó. Tin tôi đi, thú vị lắm. Xe có trọng tâm thấp, giúp cho nó xử lý rất năng động. Sau khi vượt qua hàng triệu dặm trên đường chạy thử và 10 năm chạy thử trên đường công cộng trong điều kiện giá lạnh và nóng bức, sau khi vượt qua các cuộc thử nghiệm va chạm và sau khi làm việc với các chính quyền địa phương và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới để giúp cho việc tiếp nhiên liệu được dễ dàng và thuận tiện, chiếc xe đã sẵn sàng để xuất xưởng. Chúng tôi đặt tên cho mẫu xe mới của mình là Mirai, trong tiếng Nhật có nghĩa là tương lai. Chúng tôi tin rằng khi ngồi sau tay lái của Mirai, chúng ta có thể đi đến những nơi chưa từng đến, đi đến một thế giới tốt hơn, trong một chiếc xe tốt hơn. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một chiếc xe, đây là một cơ hội. Một cơ hội để thực sự làm nên một sự khác biệt. Và làm nên sự khác biệt chính là điều Toyota theo đuổi. Tương lai đã đến rồi, và nó được gọi là Mirai.